vi tuổi Tuất 2021 là thăng trầm nhiều xui khí, nhưng chưa phải là tất cả. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, vạn vật thay đổi khó lường, nên bình tĩnh trước mọi sự trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Xem tử vi năm 2021 cho thấy rằng, số phận của người tuổi Tuất sẽ ứng với câu nói trên trong năm 2021 sắp tới. Tuy phạm phải hình thái tuế, nhưng vẫn gặp được may mắn. Cho nên con giáp đừng bi quan do gặp phải thái tuế. Bởi trong cuộc sống khi gặp chuyện xấu thì đừng nên bi quan thống khổ, trái lại khi gặp chuyện vui cũng đừng mải vui mừng quá đỗi, mất không ưu phiền, được không đắc ý. Cũng giống như trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa không thể lường được. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Tuất xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của tuổi Tuất trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Tuất năm 2021. Không còn được bình ổn như năm trước, sang năm 2021, người tuổi Tuất bị tác động mạnh bởi cục diện hình thái tuế, lại thêm nhiều hung tinh chiếu, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Xem tử vi tuổi Tuất 2021 thấy rõ, cục diện tương hình mang tới những rắc rối về giấy tờ, thủ tục, kiện cáo pháp luật. Người tuổi Tuất làm ăn khó khăn hơn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt được kết quả tốt thì cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. May mắn vẫn có thiên đức và thái âm cát tinh hỗ trợ, trong gian khó, tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành. Tình hình tài chính có nhiều biến động, lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung. Kinh doanh khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, lại có kiết tài và thương quan mang họa hao tốn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán và nặng lãi. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn trong năm Tân Sửu, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Thứ hai là sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Dưới sự chi phối của thái tuế 2021, tinh thần người tuổi Tuất gặp nhiều bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công chứ đừng nói tới là việc thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, làm ăn chân chính, tránh kiểu trộm giật, kẻo vướng họa la ngục. Năm có quả tù chiếu mệnh, tuổi Tuất lại có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nếu nói như vậy không có nghĩa là ám chỉ bản mệnh sẽ gặp toàn chuyện bất lợi trong năm Tân Sửu, bởi có những thời điểm nhận được sự hỗ trợ từ hai cát tinh thiên đức và thái âm, tâm trí thêm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều bạn cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Vì thế, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất rằng, khi vận khí vượng, cần chủ động nắm thời cơ, bình tĩnh và vững tâm làm việc hăng say. Có như vậy, tuổi Tuất mới có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài việc cần chủ động nắm bắt cơ hội thì các chuyên gia phong thủy còn khuyên tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam giác khai vận dần ngọ Tuất. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo vòng tay bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai là về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Trong năm Tân Sửu, kiếp tài đại diện cho đối thủ cạnh tranh, mâu thuẫn, thị phi, thương quan kích phát tâm lý phản nghịch, ngạo mạn. Hai hung thần này khiến tuổi Tuất dễ rối loạn tâm trí, hành động nóng vội rồi phạm sai lầm đáng tiếc. Vì thế, quan lộ vốn đã không rộng mở, nay lại nhiều chông gai, rõ ràng cơ hội thăng tiến vẫn có nhưng không nhiều. Nếu vẫn tham vọng có được vị trí tốt hơn, bản mệnh nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả tâm lý và kỹ năng chuyên môn, sẽ rất khó khăn vào thời điểm này, hãy cân nhắc để không uổng công vô ích. Thứ ba là tài lộc tiền bạc.
Tử vi tuổi Tuất năm 2021 so với năm trước có nhiều khác biệt về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của tuổi Tuất có nhiều biến động hơn hẳn, vận trình lúc thăng khi trầm, đường mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản thì người làm công ăn lương ít khi bị tác động bởi cục diện trương hình hơn những người làm tư, làm chủ, bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi nhiều. Kinh doanh khó khăn nhất là lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí, đầu tư nhiều rủi ro với bất động sản, chứng khoán hay các khoản vay lãi. Lại có kiếp tài và thương quan mang họa hao tốn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Trong năm cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy nhiên nếu cẩn trọng suy tính kỹ càng, bản mệnh sẽ được thái âm cát tinh mang tới không ít lộc về đất cát, điền sản, giao dịch ở phương diện này vẫn bỏ túi tiền lời đáng kể. Nên nhớ mọi tình huống cần do mình làm chủ, đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến bạn gặp rủi ro. Để có thể hóa giải cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp cho sự nghiệp, việc kinh doanh hay đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ tư là tình duyên gia đạo. Cục diện hình thái tuổi tác động khiến vận trình tình cảm năm 2021 của tuổi Tuất biến động mạnh hơn so với trước kia. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi khiến gia đạo bất ổn, nghiêm trọng có thể dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Người độc thân còn chịu ảnh hưởng của hung tinh quả tú, kích phát những suy nghĩ cô độc, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Trong khi đó đào hoa lại không vượng, năm mới tình duyên phần nhiều vẫn lận đận. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Tuất, vận khí bất ổn, chuyện tình cảm lại không đâu vào đâu. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, tình duyên bất ổn lắm trở ngại, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, một mình cô độc. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí tam giác khai vận dần ngọ Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ năm là sức khỏe. Bình thường thể trạng của người tuổi Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên sang năm 2021 là một trong năm con giáp phạm phải thái tuế. Do tác động của hình thái tuế, cuộc sống nhiều biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu hơn, nhất là vào thời điểm giao mùa. Cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe đó là suy nghĩ tiêu cực, không tham công tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân chính khiến bạn bị thừa cân, mắc các chứng bệnh về đường huyết, mỡ máu. Năm có hình thái tuế tác động, mệnh chủ cũng hết sức lưu ý tới vấn đề đi lại. Cần cẩn thận kẻo dễ bị té ngã và quẹt xe cộ nhẹ cũng gặp họa huyết quang, nghiêm trọng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên để hóa giải được tác động của hình thái tuế, người tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tuất suốt năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Tuất. Thứ nhất là tử vi tuổi Bình Tuất, sinh năm 1946, ốc thượng thổ. Chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, vận trình nhiều biến động, muốn an ổn cũng khó. Mối quan hệ như anh em họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ con cái không được như ý, dễ dẫn đến xung đột tranh cãi. Thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt thất thoát. Trong năm thì bản mệnh cũng rất dễ phạm phải tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Thứ hai là tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Tuổi Mậu Tuất trong năm 2021 do phạm cục diện tương hình thái tuế nên nhân duyên trong năm có phần ảm đạm, dễ xảy ra mâu thuẫn thị phi, tranh chấp với anh em bạn bè. Thậm chí có người còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Họa tiểu nhân trong năm khá lớn, tốt nhất nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và cách hành xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe cũng không được chủ quan. Thứ ba là tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Thoa Xuyến Kim. Trong năm 2021,
Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình cả năm khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong năm khá lớn, chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, dễ bị thương tổn thân thể. Thứ tư là tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, đại hải thủy. Bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng bạn không mong muốn, cạnh tranh nhiều hơn là làm tăng nguy cơ phạm tiểu nhân. Họa thị phi rình rập, các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, dễ sinh bất hòa với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu khiến tiền bạc thất thoát. Sức khỏe dù không có nguy cơ nào tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn hay là sự cố trong quá trình di chuyển. Chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Thứ năm là tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, sơn đầu hỏa. Năm 2021 sẽ là năm đầy thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Do vấp phải cục diện tương hình thái tuế, rất nhiều phương diện cuộc sống của bản mệnh như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn cãi vã trong năm xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập, chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận với mình với ý đồ xấu. Vấn đề sức khỏe trong năm Tân Sửu 2021 cũng có dấu hiệu suy giảm, phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố. Thứ sáu là tử vi tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, ốc thượng thổ. Tuổi Bính Tuất đang ở tuổi mới lớn, tâm tính thay đổi bất định, có tư tưởng phản nghịch, cái tôi cao, muốn chứng minh bản thân nên có những thời điểm làm ảnh hưởng cả đến thành tích học tập. Các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô cũng dễ xảy ra xung đột do tính cách bướng bỉnh, cực đoan và nhạy cảm của con giáp này. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tuất. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Bảo Hưng rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.